Ôi, hôm nay trời nắng đẹp, hoa và mùa xuân nở rất là đẹp. Hoa này là ngay cạnh nhà mình này. Cái đường hoa rất là đẹp. Đấy, nhà mình ngay đằng sau, màu xanh. Xuân là tuyệt vời. Chỗ này là của cái thành phố này, là cái chỗ này là người ta cũng hay đến chụp hình. Có hàng rất là đẹp và đều. Trời nắng. Đấy, bữa con tranh thủ trời đẹp ra chụp hình, quay phim mà này. Mùa xuân năm nay đến muộn nhưng mà rất là đẹp. Chứ bình thường là nó phải nở trước đây cả tuần này. Mấy hàng cây xung quanh này.